Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai, trong mấy ngày tới, trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục có mưa trên diện rộng. Người dân cần đề phòng các nguy cơ mưa lớn gây ra. Mưa dông trên diện rộng khả năng sẽ kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt là làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp ven sông suối nhỏ. Người dân, chính quyền địa phương cần hết sức cảnh giác trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Từ ngày 27 đến 29 tháng 7, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to diện rộng. Ngày 27 đến 28, lượng mưa trung bình từ 70 đến 90 mm. Đêm 28 đến 29, lượng mưa trung bình từ 20 đến 40 mm. Hiện các địa phương chưa có thông tin về thiệt hại do mưa gây ra.